bạn, ai muốn nhận được sự tinh nghịch nào? Oh, có thể là một chú khỉ nhỏ nhảy vòng quanh. Em làm, em làm. À, em thích những chú khỉ. Con ở đó nằm chú nhảy trên giường, chú ngã lăn và đập vào đầu. Gọi cho bác sĩ ngay và bác sĩ nói: Này, này, khỉ con, không được nhảy trên giường. Chàng trai, thật là vui. Này, em thích nhảy trên giường hả? Khi con ở đó bồm chú nhảy trên cây, chú ngã lăn đầu gối sưng vù. Cha thấy bé té xuống và ông la lối: Này, này, khỉ con, leo cây té bây giờ. Chà, mình đoán là bố hiểu rõ nhất. Khỉ con rất thích treo trên cây mà. Khi con ở đó bà chú chạy trong vườn, chú ngã lăn tay chú sưng vù. Nông dân thấy khỉ con và ông la lớn: Này, này, khỉ con, không được chạy trong vườn. Người nông dân đó thật ngớ ngẩn. Tôi đoán những con khỉ ở xã thú chứ không phải trong trang trại. Khi con ở đó hai chú ném tuyệt vời, chú ngã lăn ngón chân sưng vù. Cô giáo bước vô xem và cô Này, này, khỉ con, không được ném tuyết nhau. Wow, là một con khỉ chắc là vui lắm. Tuyết đó quá lạnh đối với một con khỉ. Đó là lý do tại sao chúng sống trong rừng. Khi con ở đó, chú leo cao rất cao, chú ngã lăn làm đau mặt mình. Mama đến giúp anh và nghe anh khóc: Này, này, khỉ con, không được leo cao nào. Ồ, các bạn, tôi nghĩ mình sẽ cẩn thận hơn từ bây giờ. Những bạn khỉ nhỏ nghịch ngợm. Thật là vui. Yeah.